Chào tất cả mọi người, hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 2 của khu nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành, Bình Phước. Trục đường mà Trọng Thơ đang đứng có lộ giới 25m, gọi là trục đường N4 nhé quý vị. Trục đường này chạy thẳng chúng ta sẽ thông ra đường Hồ Chí Minh, và hiện tại chúng ta có thể thấy nhiều máy móc đang hoạt động và đang được đổ sỏi để bó vỉa hè nhé quý vị ơi. Đấy, chúng ta có thể thấy đang được bó vỉa hè. Và cống thoát nước cũng đã làm xong, cột điện cũng đã trồng và chuẩn bị đổ nhựa trong thời gian sắp tới nhé quý vị. Đang chuẩn bị cho đổ nhựa vào trục đường này và thông ra đường Hồ Chí Minh. Và trước mắt chúng ta cái bờ cao su kia là mặt tiền đường Hồ Chí Minh nha quý vị, mặt tiền đường Hồ Chí Minh. Và chúng ta có thể thấy vỉa hè của BKMX làm rất là kiên cố. Đổ một lớp mà đầu tiên xong sẽ lên cao nữa nha quý vị. Lên rất là cao và rất là kiên cố. Vỉa hè này khoảng tầm 60 cm lên tới mặt đường, và mặt đường sẽ được cao lên tầm này nha quý vị, tầm này nha. Sẽ rất là cao. Và chúng ta có thể thấy trên trục đường N4 này, trục đường 25m thông thẳng ra đường Hồ Chí Minh và kết nối với lại quốc lộ 14 quý vị. Đó là con đường dẫn kết nối giữa quốc lộ 14 và đường Hồ Chí Minh. Và ngay trên mặt tiền đường này, ngay ngày hôm nay nha quý vị, đường đã trồng cây xanh. Và gần góc D3, Trọng Thơ có một lô duy nhất nha, giá chỉ 780 triệu, ngang 5/30 đất ở đô thị full thổ cư, và nằm trên mặt tiền đường N4, chuẩn bị trải nhựa. Và với cái giá ở mặt tiền đường lớn như này, mà giá hiện tại là thấp hơn thị trường của 2 năm trước là 4-50% quý vị ạ. Quý vị quan tâm tới bất động sản nằm trên trục đường N4, đường đang được làm hạ tầng, chuẩn bị lên nhựa, vỉa hè đang làm, thì quan tâm thì nhanh tay liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858. Và chúng ta có thể thấy khu vực này thì tất cả các tiện ích đều đầy đủ. Từ vị trí bất động sản chúng ta di chuyển ra, chúng ta có thể thấy bên này di chuyển ra 3 cụm trường: trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2 Minh Thành, chợ Minh Thành và khu công nghiệp BKMX Trơn Thành cũng chỉ 800m nha quý vị. Di chuyển ra trường cao đẳng Bình Phước cũng chỉ 1km. Và tiện ích ở những cái trục đường N4 này này là vị trí đất của chúng ta nằm ở trục đường 25m rồi nha, nhưng mà lại nằm ở giữa hai con đường, đó là đường Hồ Chí Minh lộ giới 72m và quốc lộ 14 lộ giới 72m. Hai con đường lớn nằm ở kết nối với lại trục N4 của chúng ta. Với vị trí bất động sản này chúng ta đầu tư là chúng ta yên tâm, khoảng từ 2-3 năm sau thì lợi nhuận chúng ta sẽ tăng rất là đẹp luôn như vậy, rất là tốt luôn. Quý hàng quan tâm đến mặt tiền đường lớn và thích ở những mặt tiền đường lớn để kinh doanh buôn bán, liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại Trọng Thơ để dưới màn hình, và nhớ đăng ký kênh của Trọng Thơ để có những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất và đầu tư lợi nhuận tại BKMX Trơn Thành, Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.